nhận định anh với ý tu ca của người Ý cũng đáng gờm. Nếu không kể Hungary và Thụy Sĩ, những đội bóng khiêm tốn luôn ra sân với tinh thần chẳng có gì để mất và tạo nên những ngạc nhiên thú vị, thì Italy là đội bóng gây ra nhiều bất ngờ nhất ở Euro 2020. Vẫn biết đoàn quân Mancini bước vào giải với gần 30 trận bất bại và chuỗi chiến thắng liên tiếp sạch lưới kéo dài từ cuối 2020, nhưng cách họ khởi đầu giải đấu với lối đá tấn công ảo ạt như sóng khiến nhiều người tròn mắt. Đó là Italy lạ lẫm nhất trong mắt ngay cả những người yêu mến và luôn theo dõi họ. Trước bỉ Italy cũng chẳng ngần ngại lao lên như thế đó không phải là đội bóng số một thế giới đương thời. Nhưng cũng chính Italy ấy, vào lúc cả thế giới chờ đợi họ sẽ sử dụng bộ ba tiền vệ siêu Việt và lối ban bật tốc độ cao sở trường ở các trận trước để chấn áp cách chơi kiểm soát thế trận của Tây Ban Nha ra sao, thì họ lại khiến tất cả hụt hẫng. Mancini đã không chọn giải pháp chơi đôi công với đối thủ. Italy chấp nhận co về, nhường sân khấu cho các bậc thầy kỹ thuật bên phía Tây Ban Nha, lối chơi Tuka Tuka trong tiêu đề bài báo của ký giả The Caro là gì? Chẳng là gì cả, đó không phải là một khái niệm mới cho cách chơi của Italy, mà chỉ là sự diễu nhại thứ bóng đá Tiki Taka lừng danh. Đội bóng của Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá của người Tây Ban Nha, còn đội bóng Italy chơi thứ bóng đá của người Italy. Catenaccio ư, xưa rồi. Nếu ai đó còn nhớ trận bán kết Euro 2000 ở Amsterdam hơn 2 thập kỷ trước thì có thể thấy sự khác biệt. Trận đó, Italy phòng ngự vô cùng tiêu cực nhất là sau chiếc thẻ đỏ của Zambrotta ở phút 34. Italy đổ bê tông đúng nghĩa. Họ chịu trận tuyệt đối trước Hà Lan và chiến thắng là tổng hòa của nỗ lực và rất nhiều may mắn. Ở Wembley dạng sáng qua, Italy cũng chấp nhận ở thế cửa dưới nhưng họ chủ động hoàn toàn trong cách chơi của mình các cầu thủ áo xanh kiên nhẫn đối phó từng pha tấn công từ khắp các hướng của đối thủ không ngừng chạy và chạy rồi sau đó tung một cú phản đòn chỉ cần đúng ba chạm từ thủ môn lên tới cầu thủ dứt điểm để mở tỷ số cho thấy hình ảnh mẫu mực của lối chơi mà họ vốn là bậc thầy những năm tháng trước đây